Kính thưa anh chị em, hôm nay cùng với toàn thể hội thánh, chúng ta bước vào tuần thánh bằng việc cử hành phụng vụ Chúa Nhật lễ lá. Phụng vụ hôm nay gồm hai phần: nghi thức tưởng nhớ Chúa Giêsu khải hoàn vào thành Jerusalem với việc rước lá và thánh lễ tưởng niệm hy tế của Người. Chúa Giêsu khải hoàn vào thành Jerusalem với lời tung hô của dân chúng: Vạn tuế con vua David, chúc tụng đấng ngự đến nhân danh Chúa, như là dấu chỉ báo trước chiến thắng vinh quang chung cuộc của Chúa Giêsu, sau khi Người đã đi trọn con đường khổ nạn để hoàn tất mầu nhiệm vượt qua. Vì thế, cử hành phụng vụ hôm nay vừa tung hô Chúa Giêsu khải hoàn, vừa mời gọi chúng ta can đảm bước theo Chúa Giêsu trên con đường thánh giá Người đã đi xưa. Giờ đây, chúng ta cùng tham dự nghi thức làm phép và rước lá. Chúng ta cùng với dân Chúa xưa hân hoan tung hô Chúa Giêsu là vua cứu độ, là đấng cứu thế, và hăng hái theo Người để tiến vào vinh quang phục sinh. Xin mọi người cùng hướng về phía tiền đường nhà thờ. Chúng ta bắt đầu nghi thức rước lá. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Chúa ở cùng anh chị em. Anh chị em thân mến, chúng ta tụ họp nơi đây để cùng toàn thể giáo hội khai mạc tuần thánh tưởng niệm mầu nhiệm vượt qua, tức là cuộc thương khó và phục sinh của Đức Kitô. Để chuẩn bị tuần thánh trong suốt mùa chay, chúng ta đã cầu nguyện thống hối, chia sẻ tình thương và cơm áo cho nhau. Chủ nhật lễ lá hôm nay là ngày kỷ niệm Chúa đấng cứu thế vào thành Jerusalem để hoàn tất mầu nhiệm vượt qua, đem lại cho loài người ơn cứu độ. Chúng ta hãy đem cả niềm tin mà hăng hái bước theo Người, xin Người ban ơn để chúng ta thông phần đau khổ Người đã chịu trên thập giá, hầu được chia sẻ vinh quang phục sinh và sự sống của Người. Lạy Thiên Chúa toàn năng hàng hữu, xin thánh hiến những cành lá này để chúng con cầm mà nghênh đón Đức Giêsu Kitô là vua chúng con. Xin ban cho mọi người chúng con đây là tín hữu Chúa được theo Người vào thành thánh Jerusalem vĩnh cửu, Người hằng sống và hiền trị muôn đời. Xin anh chị em phát lá cho nhau. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Khi Đức Giêsu và các môn đệ đi đường đến thành Jerusalem, lúc vào thành Bethphage và Betania bên triền núi xây cây ô liu, người sai hai môn đệ và bảo: Các anh hãy đi làng trước kia, tới nơi sẽ thấy một con lừa con chưa ai cưỡi bao giờ đang cột sẵn đó. Các anh hãy cởi dây ra và dắt nó về đây. Nếu có ai bảo tại sao các anh làm như vậy thì cứ nói: Thầy có việc cần dùng rồi sẽ trả về ngay. Hai môn đệ ấy ra đi và thấy một con lừa con cột ngoài cửa ngõ ngay trước đường. Các ông liền cởi dây lừa ra. Mấy người đứng đó hỏi: Các ông cởi lừa người ta ra làm gì vậy? Hai ông trả lời như Chúa Giêsu đã căn dặn và họ để cho đi. Hai ông dắt lừa con về cho Chúa Giêsu, trải áo choàng của mình lên lưng nó và Chúa Giêsu cởi lên. Nhiều người trải áo xuống mặt đường, một số khác lại chặt nhành lá ngoài đồng rải lối đi. Người đi trước kẻ theo sau, hoa reo hò vang dậy: Hoan hô chúc tụng đấng ngự đến nhân danh Chúa, chúc tụng triều đại đang đến, triều đại vua David tổ phụ chúng ta. Hoan hô Chúa trên các tầng trời.
Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô. Anh chị em thân mến, chúng ta giờ đây hãy noi gương dân thành Jerusalem bằng hoan hỷ lên đường nghênh đón Đức Kitô. Trong thánh lễ chiều nay, chúng ta cũng hợp ý với anh chị em, chúng ta cầu cho bà Maria Lê Thị Lan nhân ngày giỗ, các linh hồn Gioan Bautista, Phêrô, Anna, Paulo, Francisco, Xavier, Giuse, Vicente, linh hồn Giuse, cầu bình an cho gia đình, giỗ linh hồn Anna, cầu linh hồn Joachim, Catarina, Giuse, linh hồn Lotin Maria Lâm Ánh Nguyệt, linh hồn Vicente và các linh hồn, xin Chúa tạ ơn Chúa cho con được bình an, được khỏe mạnh. Tạ ơn Chúa Đức Mẹ Thánh Giuse cầu bình an cho gia đình, cho các linh hồn Anton Maria Joan, Ine Rosa Martino, một linh hồn ngoại đạo và cầu nguyện như ý người xin. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng hàng hữu, Chúa đã muốn cho loài, cho đấng cứu chuộc loài người phải sống kiếp phàm nhân và chịu khổ hình thập giá để nêu gương khiêm nhường cho thiên hạ noi theo. Xin cho chúng con biết đón nhận bài học người để lại trong cuộc thương khó và được thông phần vinh quang phục sinh với người. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiên tri cùng Chúa trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Tiên tri Isaiah trong bài đọc chúng ta sắp nghe mô tả người tôi tớ đau khổ của Thiên Chúa, tuy bị sỉ nhục nhưng vẫn can đảm chấp nhận khổ đau. Đó là lời tiên báo về cuộc thương khó của Chúa Giêsu Kitô mà chúng ta sẽ tưởng niệm trong suốt tuần thánh này. Bài trích sách tiên tri Isaiah. Chúa đã ban cho tôi miệng lưỡi đã được huấn luyện, để tôi biết dùng lời nói nâng đỡ kẻ nhọc nhằn. Mỗi sáng Người đánh thức tôi, Người thức tỉnh tai tôi để nghe lời Người giáo huấn. Thiên Chúa đã mở tai tôi mà tôi không cưỡng lại và cũng chẳng thối lui. Tôi đã đi lưng cho kẻ đánh tôi
đưa má cho kẻ giật râu. Tôi đã không che giấu mặt mũi, tránh những lời nhạo cười và những người phỉ nhổ tôi. Vì Chúa nâng đỡ tôi nên tôi không phải hổ thẹn, nên tôi trơ mặt chai như đá. Tôi biết tôi sẽ không phải hổ thẹn. Đó là lời Chúa. Thánh Phaolô trong thư gửi tín hữu Philippe mà chúng ta sắp nghe cho thấy mầu nhiệm cứu độ được thực hiện nơi Chúa Giêsu Kitô, người là đấng tự hạ và vâng phục Thiên Chúa Cha cho đến chết trên thập giá để trở nên nguồn ơn cứu độ cho chúng ta. Bài trích thư Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Philippe. Chúa Giêsu Kitô tuy là thân phận Thiên Chúa, đã không nghĩ phải dành cho được ngang hàng với Thiên Chúa. Trái lại, người hủy bỏ chính mình mà nhận lấy thân phận tôi đòi, đã trở nên giống như loài người, với cách thức bề ngoài như một người phàm. Người đã tự hạ mình và vâng lời cho đến chết, và chết trên thập giá. Vì thế, Thiên Chúa đã tôn vinh người và ban cho người một danh hiệu vượt trên mọi danh hiệu.
để khi nghe tên Giê-xu, mọi loài trên trời dưới đất và trong địa ngục phải quỳ gối xuống, và mọi miệng lưỡi phải tuyên xưng Đức Giê-xu Kitô là Chúa, để Thiên Chúa Cha được vinh quang. Đó là lời Chúa. Bài thương khó Đức Giê-xu Kitô Chúa chúng ta theo Thánh Mác-cô. Vừa tảng sáng, các thượng tế hội nghị với các kỳ lão, luật sĩ và toàn thể công nghị, họ đã trói Chúa Giê-xu và giải nạp người cho Phi-la-tô. Phi-la-tô hỏi người: "Ông có phải là vua dân Do Thái không?" Chúa Giê-xu đáp: "Ông nói đúng." Và các thầy thượng tế cáo người nhiều điều. Phi-la-tô hỏi người rằng: "Ông không trả lời gì ư? Hãy coi họ tố cáo ông biết bao nhiêu điều." Nhưng Chúa Giê-xu không trả lời gì thêm, khiến Phi-la-tô ngạc nhiên. Vào mỗi dịp lễ, quan có thói quen phóng thích cho dân một người tù tùy ý họ xin. Bây giờ trong khám có tên Ba-ra-ba bị giam cùng với những kẻ phiến loạn, vì chúng đã giết nhiều người trong cuộc khởi loạn. Dân chúng tiến lên Phi-la-tô xin ân xá theo quan quen làm. Vậy Phi-la-tô hỏi: "Các ngươi muốn ta phóng thích cho các ngươi vua dân Do Thái không?" Vì quan đã biết rõ do lòng ghen tương mà các thượng tế nộp người, nhưng dân xin quan phóng thích Ba-ra-ba cho họ. Phi-la-tô bảo dân chúng rằng: "Các ngươi muốn ta làm gì vua dân Do Thái?" Nhưng chúng lại kêu lên: "Đóng đinh nó đi." Phi-la-tô đáp lại: "Người này đã làm gì nên tội?" Song chúng càng la to hơn: "Đóng đinh nó đi." Sau cùng Phi-la-tô muốn vừa lòng dân, liền tha Ba-ra-ba và treo Chúa Giê-xu cho chúng đánh đòn và đóng đinh vào thập giá. Quân lính điệu người vào sân tiền đường và tập họp cơ đội lại. Chúng mặc áo choàng đỏ cho người, rồi quấn một vòng gai đặt trên đầu người. Đoạn chào người rằng: "Tâu vua dân Do Thái." Rồi chúng lấy cây sậy đánh đầu người, khạc nhổ vào người và quỳ gối chiều bái người. Khi đã nhạo cười người, chúng lột áo choàng đỏ ra, mặc y phục cho người và chúng điệu người đi đóng đinh vào thập giá. Chúng gặp một người qua đường tên là Simon, quê ở Cyrene, là thân phụ của Alessandro và Rofo, vừa ở ngoài đồng về. Chúng bắt ông vác đỡ thập giá cho người. Chúng điệu người đến nơi kia gọi là Golgotha, nghĩa là núi sọ. Chúng cho người uống rượu pha mọc dược, nhưng người không uống. Chúng đóng đinh người vào thập giá, rồi chúng chia nhau áo người bằng cách bắt thăm xem ai được phần nào. Vào lúc giờ thứ ba, chúng đã đóng đinh người vào thập giá và có bản án ghi rằng: "Vua dân Do Thái." Và cùng với người, chúng đóng đinh hai tên trộm cướp vào thập giá, một đứa bên hữu, một đứa bên tả người. Như vậy là ứng nghiệm lời Thánh Kinh rằng: "Người đã bị liệt vào số những kẻ gian ác." Những người qua đường sỉ nhục người, lắc đầu và nói: "Kìa,
kẻ phá đền thờ Thiên Chúa và xây lại trong 3 ngày. Hãy tự cứu mình xuống khỏi thập giá đi. Các thượng tế với các luật sĩ cũng nhạo báng người và nói với nhau: Nó đã cứu được những kẻ khác mà không tự cứu mình. Bây giờ Đấng Kitô vua Israel, hãy xuống khỏi thập giá đi để chúng ta thấy mà tin nào. Cả những kẻ cùng chịu đóng đinh với người cũng lăng nhục người từ giờ thứ 6 tới giờ thứ 9. Tối tăm bao trùm toàn thể lãnh thổ. Và đến giờ thứ 9, Chúa Giêsu kêu lớn tiếng rằng: Eloi lama sabachthani, nghĩa là: Lạy Chúa con, lạy Chúa con, sao Chúa bỏ con? Có mấy người đứng đó nghe thấy liền nói rằng: Kìa, nó gọi Elia. Bấy giờ có kẻ chạy đi nhúng miếng bông biển đầy giấm và cuốn vào cây sậy và đưa lên cho người uống mà rằng: Hãy đợi xem Elia có đem nó xuống không. Nhưng Chúa Giêsu kêu một tiếng lớn và chút hơi thở. Màn trong đền thờ xé ra làm đôi từ trên xuống dưới. Viên sĩ quan đứng trước mặt người, thấy người kêu lên và chút hơi thở như thế, liền nói rằng: Đúng, người này là con Thiên Chúa. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, khen Chúa. Kính thưa anh chị em, có 3 thuộc từ mà trong cái lễ Chúa Nhật lễ lá này chúng ta sẽ nghe thấy văng vẳng ở trong tai của chúng ta. Thuộc từ thứ nhất đó là khi Chúa Giêsu tiến vào thành Jerusalem, dân chúng nói thế này: Hoan hô con vua David, chúc tụng đấng ngự đến nhân danh Chúa. Hoan hô trên các tầng trời. Một thuộc từ chúc tụng vinh quang của một sự khải hoàn của Chúa Giêsu như một vị vua chiến thắng bước vào thủ đô Jerusalem. Đây là một thuộc từ nói lên sự vinh quang cao cả của một ông vua chiến thắng mà người Do Thái vạn tuế. Thuộc từ thứ hai chúng ta nghe trong bài thứ khó vừa rồi. Lúc bấy giờ người Do Thái mượn tay Phi-la-tô để giết Chúa Giê-xu. Chúng ta nhớ là vào thời của Chúa Giê-xu, người ta tử hình người ta tử hình bằng 2 cách. Nếu ở trong nhà đạo, tức là trong xã hội Do Thái, vì chúng ta nhớ xã hội Do Thái là xã hội thời Chúa Giê-xu đang bị xâm lăng bởi người Roma. Người Roma đô hộ đất nước Do Thái, tựa giống như là đất nước Việt Nam của chúng ta 1000 năm bị Tàu đô hộ đó. Thì Roma đô hộ người Do Thái. Thì ở trong xã hội Do Thái Roma thời đó, thời Chúa Giêsu, thì có 2 cách giết người. Trong xã hội của Do Thái với nhau thì tử hình một ai đó bằng cách ném đá người đó cho chết. Đó là cái cách chúng ta nhớ ông Thánh Stefano bị ném đá chết là trường hợp vậy này. Hay là chúng ta nhớ cái trường hợp mà người đàn bà phạm tội ngoại tình, người ta nói với Chúa bà này phạm tội ngoại tình mà theo luật thì bị ném đá chết. Chúa mới nói là ai không tội ném đá trước đi. Thì họ im, họ rút đu lui hết. Thì cách này là cách của xã hội. Nhưng nếu không tìm ra cách mà lỗi của cái người đó để ném đá chết mà muốn thủ tiêu ai, thì người ta phải mượn tay chính trị. Thì cuộc thương khó của Chúa Giêsu là những thế lực xã hội Do Thái đã vấy tay mượn tay của quân ngoại bang là Phi-la-tô, để mượn tay Phi-la-tô là ngoại xâm giết Chúa Giê-xu. Mà bây giờ làm sao để lấy cái cớ mà ngoại xâm mới giết được?
Thế thì mới tố cáo với lại Phi-la-tô rằng cái tên này này nó bảo nó là vua đó, mà bây giờ mình đang chiếm nước của nó, bây giờ nó là vua thì nó sẽ khởi nghĩa, nó lật đổ cái chế độ của gọi là đế quốc Roma liền. Chính vì thế chúng ta nghe một cái thuộc từ thứ hai trong bài tin mừng hôm nay, Phi-la-tô mới hỏi Chúa Giê-xu: ông có phải là vua dân Do Thái không? Chúa Giê-xu nói: ông nói đúng, nhưng đây là cái cách nhìn chính trị. Mà nếu Chúa Giê-xu nói nếu tôi là vua của người Do Thái theo kiểu mà vua chính trị đó, tôi xin lỗi ông đó, thì là người của tôi, lính của tôi đã chiến đấu, không phải để cho tôi bị bắt như thế này đâu. Anh chị em trong bài tin mừng hôm nay, rồi khi mà Chúa Giê-xu nói tôi là vua thì bắt đầu người Do Thái mượn tay của người Do Roma đó, nhao nhao lên chống đối. Thế thì ông Phi-la-tô nói: này ông không nghe họ nói sao? Chúa Giê-xu làm thinh, không đối chất với những kẻ độc ác làm gì. Nhưng anh chị em, đây là cái thủ đoạn của những cái kẻ mà muốn giết Chúa. Thuộc từ thứ ba chúng ta nghe đây: khi lúc bây giờ Chúa chết rồi thì viên sĩ quan đứng trước mặt người, thấy người kêu lên và chút hơi thở như vậy thì liền nói: đúng, người này là con Thiên Chúa. Anh chị em để ý, viên sĩ quan đứng trước mặt người, thấy người kêu như vậy. Viên sĩ quan là ai? Vì rằng là mượn tay ngoại xâm giết Chúa nên ở dưới thập giá đó là lính tráng của người Roma. Nó giết xong nó phải báo cáo cho Phi-la-tô rằng nó giết rồi. Thế nhưng mà lạ cái là khi màn trong đền thờ xé ra chính giữa, và khi Chúa Giê-xu tắt thở như vậy thì kẻ mà nó đi thi hành án tử đó, thì nó nói câu này: quả thật người này là con Thiên Chúa. Ba thuộc từ. Người Do Thái nói: hoan hô con vua David, vạn tuế, Chúa tiến vào thành Jerusalem. Phi-la-tô nói: ông là vua dân Do Thái không? Đúng. Và bây giờ khi chết trên thánh giá thì người này là con Thiên Chúa. Vậy hôm nay Chúa Nhật lễ lá, ba thuộc từ đó làm cho chúng ta hiểu gì? Trước hết, đấng chịu treo trên thánh giá kia, trên hết mọi sự, Ngài là con Thiên Chúa đó. Và chúng ta đang cúi đầu trước con Thiên Chúa đấng cứu độ chúng ta trên thập giá. Và là con Thiên Chúa này tiến vào thành Jerusalem để con người thấy rằng con Thiên Chúa đó, Đức Giê-xu Kitô, là đấng khải hoàn vào thành Jerusalem để đem ơn cứu độ đến cho con người. Jerusalem chính là hình ảnh của chúng ta. Nên chúng ta hôm nay mừng lễ Chúa Nhật lễ lá, chúng ta cùng tiến vào thành Jerusalem để vạn tuế con Thiên Chúa đấng cứu độ chúng ta. Nhưng mà Ngài đấng cứu độ chúng ta là gì? Là vua, vua của tình yêu trao ban sự sống. Và tôi xin khép lại bài tin mừng này. Anh chị em nghe cái tên lính á, thì nó nói đây quả thật người này là con Thiên Chúa. Nhưng mà ở trên thánh giá đó, anh chị em nhìn cái chữ INRI. Xin anh chị em với cha giáo hôm nay tôi nhắc anh chị em đừng gọi là chữ INRI nhé. Từ nay chúng ta không gọi là INRI nữa. Chúng ta sẽ nói thế này, cái đây là ba, thực ra đó là cái bảng, nó không có phải bé bé bằng ngon con bằng cái gang tay của chúng ta đâu. Nó là một cái tấm bảng to thật là to đó, giống như cái bảng tí nữa chúng ta sẽ xem đi bỏ phiếu đó, giống như cái bảng viết bảng đó. Mà cái bảng viết bảng nó to như vậy, nó có ba hàng chữ ba bằng ba thứ tiếng: tiếng Hy Lạp, tiếng Do Thái và tiếng Latin. Cái bảng nó to như học trò á. Thì hàng thứ nhất là Do Thái, hàng thứ hai là Hy Lạp, hàng thứ ba là Latin. Thì cái chữ INRI kia là chữ Latin, tức là còn thiếu hai hàng nữa, hàng Do Thái và hàng Hy Lạp còn thiếu nữa. Mà cái chữ Latin á, thì nó có bốn chứ, chứ không phải là chữ bốn, nó bốn chữ đâu phải bốn chữ cái như kia. Bốn chữ nó gồm có như thế này này: chữ Y đầu đó, INRI, Y đầu là gì? Y đầu là Jesus, N đó là Nazareus, R nó là Rex. Rex, anh chị em nhớ ngày trước ở cái Sài Gòn ở chợ Bến Thành chúng ta có một cái rạp, và rạp chiếu bóng Rex á. Rex là vua. Và chữ Y sau là Judaeorum, nghĩa là của người Do Thái. Thì bốn cái chữ này là bốn chữ đầu của nguyên chữ đầu, tôi đọc đầy đủ nó là như thế này: Jesus, Nazareus, Rex, Judaeorum. Đó, nguyên si là như vậy đó.
chứ không phải là inri đâu. Inri chả có nghĩa gì cả, mà ba hàng chữ khác nhau, ba hàng chữ khác nhau, mà đó là một cái bảng to. Vì thế chúng ta nhìn lên trên thập giá đó, chúng ta sẽ nói này: Đức Giêsu người thành Nazareth, vua dân Do Thái. Và chúng ta nhìn lên Ngài, đó chính là con Thiên Chúa. Mà điều Phi-la-tô hôm nói, ông có phải là vua dân Do Thái không? Chúng ta hôm nay cùng nhau cử hành lễ lá của Chúa. Vạn tuế, Chúa đến cứu độ trần gian. Và xin Chúa cho chúng con biết luôn luôn khám phá ra ở nơi thập giá của Chúa tình yêu của Thiên Chúa chào ban cho chúng ta. Và đó cũng chính là điều chúng ta khởi đầu bước vào tuần thánh này. Xin Chúa chúc lành cho chúng ta. Giờ đây chúng ta cùng nhau đứng lên để tuyên xưng đức tin. Tôi tin kinh Đức Chúa Trời là cha phép tắc vô cùng dựng nên trời đất. Tôi tin kinh Đức Chúa Giêsu Kitô là con một người Chúa cha, cùng là Chúa trong con, ở đây Chúa anh thân, mà người Chúa ai xin mời là Maria đồng trinh, chịu nạn người qua con xin. Chết và táng xác xuống ngục tổ tông ngày thứ ba bởi trong kẻ chết, lên trời ngự bên hữu đứng Chúa Cha phép tắc vô cùng. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần, tôi tin anh chị em thân mến, hôm nay toàn thể hội thánh tung hô Chúa Giêsu khải hoàn tiến vào thành Jerusalem để hoàn tất chương trình cứu độ của Thiên Chúa. Với lòng yêu mến tôn thờ, chúng ta cất tiếng tung hô. Chúa Giêsu trải qua cuộc khổ nạn để biểu lộ tình yêu tột cùng của Thiên Chúa dành cho nhân loại. Chúng ta cầu xin cho cuộc khổ nạn và sự chết của Chúa đem lại ơn tha thứ và bình an cho toàn thế giới. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Chúa Giêsu tiến vào thành Jerusalem như đấng Messiah ngự đến trần gian. Chúng ta cầu xin cho những ai chưa nhận biết Chúa được ơn soi sáng và bước theo Chúa Giêsu như đấng cứu độ duy nhất của nhân loại. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Chúa Giêsu chịu treo lên thập giá để kéo mọi người đến cùng Chúa. Chúng ta cầu xin cho mỗi Kitô hữu luôn hướng nhìn lên thánh giá Chúa để được chữa lành và được thứ tha mọi tội lỗi đã xúc phạm đến người. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Lạy Chúa Giêsu, con vua David và là đấng cứu độ trần gian, Chúa tiến vào thành Jerusalem để trở nên hiến tế cuộc đời chúng con. Xin cho chúng con sống trọn vẹn tuần thánh này với tâm hồn trong sạch để xứng đáng đón nhận ơn Chúa phục sinh, Chúa hằng sống và hiên tri muôn đời.
Anh chị em hãy cầu nguyện để lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Lạy Thiên Chúa toàn năng, chúng cúi xin Chúa nhớ lại cuộc khổ hình của Đức Kitô và cho chúng con được làm hòa cùng Chúa. Thật chúng con chẳng làm gì nên công chẳng, nhưng chúng con tin sẽ được Chúa mở lượng khoan hồng tha thứ nhờ hiến lễ độc nhất vô song của Người, Người hằng sống và hiền trì muôn đời. Chúa cùng anh chị em. Hãy nâng tâm hồn lên, hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Chúa là Cha Chí Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hàng hữu, chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con, Người là đấng vô tội đã cam chịu khổ hình thay cho những người tội lỗi và bằng lòng chịu kết án bất công thay cho kẻ gian tà. Người đã chết để tẩy trừ tội lỗi và đã sống lại để thánh hóa chúng con. Vì thế cùng với toàn thể thiên thần và các thánh, chúng con ca ngợi Chúa và vui mừng phân khởi tung hô rằng: đầy vinh quang Chúa, hoan hô Chúa, Chúa cùng đấng ngự đến nhân danh Chúa. Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thánh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, Người cầm lấy bánh tạ ơn bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, Người cầm lấy chén cũng tạ ơn trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Đây để giải thoát chúng con, xin cứu độ. Vì vậy, lạy Chúa, khi kính nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến,
cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Tổng Giám mục Giuse, chúng con, Đức Giám mục phụ tá của Ngài và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin nhớ đến các linh hồn mà chúng con tưởng nhớ trong thánh lễ hôm nay. Xin ban cho những kẻ đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như người. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con này xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse bạn trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại. Và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ Người, với Người và trong Người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức Người dạy chúng ta giám nguyện rằng: Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đói thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng con. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, như xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiên tri muôn đời. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Đây trên Thiên Chúa, đây đứng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc trên Thiên Chúa.
chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, tại bàn tiệc thánh thể, Chúa cho chúng con được thỏa chí toại lòng. Nhờ có một Chúa chịu khổ hình thập giá, Chúa làm cho chúng con tin tưởng vững vàng sẽ được ơn cứu độ. Thì nhờ mầu nhiệm Người đã phục sinh, xin cho chúng con đạt tới quê trời như lòng hằng mong ước, Người hằng sống và hiên tri muôn đời. Kính mời anh chị em an tòa có một vài thông tin sinh hoạt giáo xứ chúng ta. Kính thưa anh chị em, chúng ta đã bước vào tuần thánh và tam nhật vượt qua của chúng ta, tức là thứ năm, thứ sáu, thứ bảy tuần thánh. Chương trình thì anh chị em biết rồi đó. Tôi xin phép nhắc lại là ngày thứ năm và ngày thứ sáu là hai ngày thứ lễ tiệc ly và cử hành cuộc thương khó của Chúa. Nhà thờ chúng ta là lúc 5:30 chiều. Còn riêng thứ bảy tuần thánh, tức là canh thức vượt qua của chúng ta, là 8:00 tối. Anh chị em biết để chúng ta sắp xếp giờ của chúng ta đi lễ. Ba cái ngày thứ hai, thứ ba, thứ tư, tức là bắt đầu từ thứ hai, thứ ba, thứ tư tuần thánh sắp tới đó, thì là buổi chiều tối và lúc 7:30 chúng ta sẽ có ngắm 15 sự thương khó Chúa. Và tôi cũng sẽ cố gắng ngồi tòa giải tội cho anh chị em. Vậy anh chị em nào chưa kịp xưng tội thì vào lúc 7:30 tối của ba ngày thứ hai, thứ ba, thứ tư tuần thánh, 7:30 nghe ngắm, chúng ta đi ra xưng tội. Bởi vì cũng có một số anh chị em chúng ta trong tuần, trong cái thời gian qua bận rộn không đi xưng tội được, chúng ta cố gắng lãnh bí tích giải tội để chúng ta đón mừng mầu nhiệm phục sinh của Chúa một cách trọn vẹn. Tôi cũng xin hết lòng cảm ơn anh chị em nhà hài cốt, và kể từ nay trở đi xin anh chị em không gọi là nhà hài cốt nữa, chúng ta sẽ gọi là nhà nguyện phục sinh. Vì ở nơi đây tôi đặt mình thánh Chúa, và hàng tuần tôi sẽ dâng thánh lễ vào sáng thứ hai, thì là nhà nguyện phục sinh đã hoàn chỉnh. Cảm ơn tất cả anh chị em, sự đóng góp của tất cả chúng ta. Thực sự ra là tôi cũng không có dám kêu gọi, bởi vì mình cũng chưa biết là mình làm ra làm sao. Nhưng mà anh chị em rất là quảng đại, dù cha xứ chưa kêu gọi, anh chị em đã rất là nhiệt thành đóng góp. Cho đến nay thậm chí cả một em bé gái tặng luôn cho cả tiền mừng tuổi $200 Úc cho tôi để cha góp phần vào bé gái thiếu nhi để giúp cho cha. Thì số tiền hiện nay tôi đã nhận được của anh chị em tổng kết là 415 triệu, một số tiền rất là nhiều, rất là nhiều. Tôi chi ra là 442 triệu, tức là nó còn âm 25 triệu nữa. Nhưng mà tôi nghĩ là đây là cái chuyện bình thường, anh chị em tặng cho như thế là rất là tốt rồi. Chúng ta có còn nhiều công trình, chúng ta cứ từ từ, chúng ta sẽ lâu lâu chúng ta cũng sẽ giải quyết được thôi. Nhưng mà cái nhà gọi là nhà nguyện phục sinh như thế là chúng ta hài lòng. Nhà nguyện phục sinh này, cái hình dáng và cái phong cách của nó thì như là một phòng khách, chứ không phải là cái nhà hài cốt, như là một phòng khách. Vì tôi quan niệm rằng là đó là nơi ông bà cha mẹ của mình, anh chị em đến phòng khách của gia đình mình để cái bàn thờ ông bà tổ tiên ở phòng khách trang trọng, thì mình làm cho cái nhà này trở thành phòng khách. Không có màu sắc gì gọi là tang chế hay là u ám, hoàn toàn. Thậm chí có những người nói với tôi, thưa cha làm cho các linh hồn đẹp hơn nhà con ở rồi. Thì tôi nói vâng, đúng rồi, phải làm như nhà mình ở. Và anh chị em coi như đó là nhà của mình. Tôi sẽ mở cửa thường xuyên cho anh chị em. Anh chị em cứ lúc nào thư thả cứ đi ra ngồi ở trong nhà của mình, phòng khách của mình, ông bà của mình, cha mẹ của mình cho xứng đáng, chúng ta cầu nguyện với các ngài. Vì thế tôi mời anh chị em coi như đó là nhà khách của chúng ta đó. Anh chị em đến để anh chị em cầu nguyện với ông bà anh chị em. Và tôi sẽ khích lệ cả các thiếu nhi nữa, mỗi sáng Chủ nhật các con học giáo lý xong, xuống phòng khách nhìn lên bàn thờ tổ tiên, ông bà, cha mẹ của chúng ta đây. Và vì thế tôi hết lòng cảm ơn anh chị em. Và tối mai, tức là Chủ nhật lễ lá, sau lãnh lễ này, tôi sẽ xuống làm phép nhà nguyện phục sinh. Và sáng thứ hai bắt đầu dâng thánh lễ từ đầu. Và kể từ sáng thứ hai trở đi dâng lễ, thì là các đoàn thể chúng ta, các giáo khu chúng ta sẽ chia phiên nhau chầu Chúa. Bình thường chúng ta sẽ chầu Chúa như là trước đây chúng ta vẫn chầu Chúa vậy. Và tôi rất ước ao thế này,
là ban sáng thì chầu Chúa cho đến 11 giờ rưỡi, sau đó chúng ta nghỉ ngơi. Buổi chiều thì tôi có để lòng Chúa thương xót ở đó, do đó cộng đoàn lòng Chúa thương xót bắt đầu từ thứ hai tới sẽ không đọc kinh lòng Chúa thương xót ở trên nhà thờ nữa, mà sẽ đọc kinh lòng Chúa thương xót vào lúc 3 giờ ở dưới nhà nguyện thánh thể để cho sốt sáng, vì cũng có mình Thánh Chúa và cũng có cả lòng thương xót đó nữa. Rồi buổi chiều, buổi tối thì là các bà, các chị em đọc kinh ở Đài Đức Mẹ đó. Xin cô Nga, thứ bảy chủ nhật thì chúng ta đọc ở Đài Đức Mẹ, nhưng mà thứ hai cho đến thứ sáu là chúng ta sẽ đọc kinh ở trong nhà nguyện thánh thể. Nghĩa là cái nhà nguyện thánh thể đó sẽ trở thành một cái nhà sống động từ sáng cho đến tối, vì đó là nhà của chúng ta. Tôi xin thông báo vậy để anh chị em biết, và gần như tôi sẽ mở cửa thường trực để anh chị em đi ra đi vào, anh chị em viếng các linh hồn cho thuận lợi. Đó là một vài thông tin với anh chị em. Và giờ đây sau thánh lễ, sau khi ban phép lành xong, anh chị em nào có thẻ cử tri thì anh chị em có thể đi xuống nghỉ ngơi uống nước một chút. Tôi để anh chị em 15 phút, tức là 6 giờ 35 thì tôi sẽ đóng cửa chính nhà thờ để chúng ta bắt đầu bầu cử ban thường vụ hội đồng mục vụ. Vậy xin thông báo về anh chị em để chúng ta biết, để chúng ta cùng nhau cầu nguyện cho cuộc bầu cử của chúng ta sắp tới. Xin cảm ơn anh chị em. Giờ đây chúng ta nhận phép lành cuối lễ. Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Thánh lễ đã xong, chúc anh chị em đi bình an.